Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý diễn ra trong tuần qua. Từ ngày 16 tháng 10, các phòng tập thể thao trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã mở cửa và hoạt động trở lại. Theo khảo sát thì các phòng tập đều đã chấp hành tốt biện pháp phòng chống dịch, đáp ứng mọi điều kiện để người dân có thể tham gia tập luyện thể thao, rèn luyện và nâng cao sức khỏe. Bên cạnh đó vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch. Ngoài công tác vệ sinh khử khuẩn được thực hiện hàng ngày thì các phòng tập đều bố trí nước sát khuẩn và nhắc nhở mọi người tham gia tập luyện đeo khẩu trang, đảm bảo khoảng cách an toàn cũng như số người tối đa theo đúng quy định. Hiện nay có khoảng 40% số hội viên phụ nữ trong xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ duy trì đều đặn. Việc tập thể dục thể thao với đa dạng các hình thức tập luyện vừa đảm bảo an toàn vừa đảm bảo sức khỏe. Mỗi buổi sáng, chị Nguyễn Thị Liêm, chị Dương Thị Linh và Nguyễn Thị Sang ở thôn Tổ Hỏa tập trung tại nhà chị Liêm để cùng nhau tập aerobic theo nhóm, hạn chế tập đông người. Tập aerobic giúp các chị giảm mỡ bụng, tinh thần tươi trẻ. Còn chị Nguyễn Thị Thoa ở thôn Tử Dương mua sắm máy chạy bộ trên không và các dụng cụ tập gym để tập tại nhà. Hàng ngày, chị Thoa dành khoảng 1 tiếng tập các bài tập để cải thiện vóc dáng, đồng thời giảm căng thẳng sau một ngày làm việc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành nội dung kế hoạch số 147 về hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai thực hiện kế hoạch này nhằm tuyên truyền vận động hướng dẫn toàn dân duy trì nền nếp, thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đúng cách để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ngoài ra, tiếp tục phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 16 tháng 10, các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh bắt đầu hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới. Cùng với việc luyện tập những môn thể thao yêu thích thì người dân vẫn luôn có ý thức đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh. Phản ánh tại huyện Tiền Lữ. Từ khi được hoạt động trở lại, buổi chiều nào ông Vũ Đức Thiện ở thị trấn Vương cũng đều ra nhà văn hóa để đánh bóng bàn. Anh em chúng tôi vui lắm, chiều nào cũng 4 giờ là anh em chúng tôi đến đây đánh ngay. Nhưng mà anh em thì vẫn có ý thức, không có tụ tập đông người, không có ăn uống, không có làm cái gì để ảnh hưởng đến cái việc phòng dịch. Cũng như nhiều người dân khác ở xã Hưng Đạo, bà Đoàn Thị Thêu sau 4 tháng không chơi bóng chuyền, nay được trở lại tập luyện hàng ngày, khiến bà cảm thấy rất phấn khởi. Chúng tôi cũng nắm rõ được là nếu như tiêm một mũi, đa phần chúng tôi ở đây là đều tiêm được một mũi, thì nghĩ là một mũi là không quá 30 người, nếu tiêm được hai mũi thì là không quá 100 người. Nên là chúng tôi vẫn tuân thủ cái phòng chống dịch. Nhân dân là rất ý thức trong cái việc tham gia thể dục thể thao. Ngoài ra thì nhân dân cũng rất là chấp hành trong cái việc khai báo y tế khi mà ở địa phương khác về, hay hoặc là người đang tập luyện thể dục thể thao về là người ta sẽ ra khai báo, nếu ở vùng dịch người ta cũng không ra tập thể. Còn đây là hình ảnh tập luyện thể thao của người dân thôn Chế Trì, xã Dị Chế. Mặc dù tập luyện rất hăng say, nhưng những người tham gia vẫn tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Khi mà bây giờ được hoạt động trở lại thì mọi người cảm thấy rất là vui, chân tay mình kiểu được, mọi người cảm thấy sảng khoái hơn. Khi đó thì mọi người sẽ có nhiều năng lượng để làm việc hơn. Địa phương cũng luôn luôn tuyên truyền, vận động người dân thì sẽ luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm với bản thân cũng như cộng đồng, làm sao mà vừa đảm bảo rèn luyện sức khỏe cũng như là làm tốt cái công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn của địa phương. Việc đưa thể thao quần chúng hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới là rất cần thiết, giúp người dân duy trì tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, tạo sức đề kháng chống lại bệnh tật và đảm bảo an toàn mùa dịch. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này tuần sau. Thân ái chào tạm biệt. Roxy S Series, bình nước nóng đầu tiên và duy nhất tích hợp bộ điều khiển gắn tường thông minh.